Xin được chào đón quý vị đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Lotto Show Hương Nam, và là chú hẹn đại gia trái trào nhất. Quý vị, đêm mùng 10 tới quý vị sẽ được gặp gỡ đó là ông thần tài. Thần tài mà có BD nữa hả? Trời trời. Rồi nè, đây miếu ngũ hành. Wow, miếu ngũ hành. Em lấy nhang đốt miếu ngũ hành. Cái gì? Em út hả? Em út. Bà ừ. Nội ơi, con này là em út trong Thất Thiên Nữ đó hả? Má ơi, trời ơi, ông thần tài nãy giờ mình tưởng đâu đó là bà ngoại của mấy đứa kia. Trời ơi, nội tôi nhìn, mà. Nói là bà ngoại hơi quá. Tôi nhìn bả, tôi tưởng ông Địa không á. Trời ơi, tưởng là bà của ông hả? Ừ, trời ơi, tưởng là bà tôi không à. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ những cái đẹp của Lô Tô Hương Nam bắt đầu phục vụ quý vị trong loại này, đó là 40.000 đồng cho một là vé với giá trị giải thưởng sẽ là một chỉ vàng. Và cái bây giờ chúng ta sẽ đến với những giây phút kiểm banh đầu giờ, thưa quý vị. Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ đến với giây phút kiểm banh nha. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 và 3 triệu. Thưa quý vị, 30 con số đầu tiên đã được bỏ vào lòng cầu. Chúng ta đến với 30 con số tiếp theo. Là 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 và 6 triệu. Kính thưa quý vị, 60 con cờ đã được bỏ vào lòng cầu. Đây là một con cầu hợp lệ từ 01 cho đến 60. Không được thiếu một con số nào, không được dư một con số nào, và cũng không có bất kỳ một con số nào bị lặp đi lặp lại hai lần, thưa quý vị nha. Và rồi ngay bây giờ xin phép được mời hai vị khán giả, một người lên quay số, một người kiểm banh, đếm sổ liền dòng loại này quý vị ơi. Dạ đúng. Có ai lên quay số quý vị? Có ai lên quay số nha. Anh áo xanh nè. Em mời anh, dạ em mời anh. Rồi em mời anh sẽ lên hỗ trợ. Dạ rồi, có ai lên đây kiểm anh không quý vị? Thêm một người nữa đi ạ. Chị nha. Rồi em mời chị gái áo đen, nè. Dạ rồi. Rồi em mời chị. Và cái bây giờ xin mời vị chúng ta bắt đầu. Dạ yeah. Yeah. Chúc quý vị sẽ gặp nhiều may mắn trong quý vị nha. Không được ai chưa lấy đưa tay đây quý vị. Cô số gì đang ấy thì đây, cô biết gì đây. Cô xin chị ta mấy chị đã giật con. Cô xin chị ta mấy chị đi cô mấy chị đi. Nó lặng lặng nghe kêu cả ra. Cả ra có mấy cô mấy chị đi mấy chị đi. Cô mấy chị đi mấy chị đây. Cô mấy chị đây. Dù chúng là trời cho, không chúng là trò chơi. Dù chúng là trời cho, không chúng là trò chơi. Hồi chờ rất mong vui. Chứ mấy xin mời bà con ghé chơi. Lỡ con người ơi, lỡ con thật hay. Tôi còn quay là xoay như những dòng đời. Quên đi tiếng mùi chúng ngay tùy một con hổng phước tinh. Trời ơi trời, nguyên một con công luôn. Wow.
Cô số gì ra mấy gì đây, cô mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì em ơi. Trèo lên cây mít, trèo lên cây mít, trèo qua cây bả đậu, trèo qua cây bả đậu, trèo lại lên cây mít, trèo lại lên cây mít, nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích. Bị gai đâm là con số năm, con số năm thì con số năm, thì con số năm số đầu tiên. Con số năm, con số năm, con số năm là con số năm. Vậy con số gì đây? Xưa kia Phật ở nước Phật, ngày nay Phật đã về gần mà sang Nam. 58, 58, 58 còn 58. 58, 58, 58, 58, 58, 58 còn người gì đây? Người gì đây, người gì đây? Tiếng trong bên lên tiếng trong đồng lòng lửa. Ai chê phụ nữ không biểu chi tài mới trang lịch sử, có bà chân nữ với bà mà chân dương, gửi dôi cầm hương đuổi buôn tôi định quyết như thành thế. Còn 19 năm, còn 19, còn 19, còn 19 năm, còn 19, còn 19. Số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Tâm tình của yêu thương đảo lòng lắm anh ơi, niềm cay đắng nghẹn ngào không nói, tôi nói không nên lời. Bye.
kinh nha, cũng chưa có kinh nha, cũng chưa có kinh. Số gì đi con, số gì đi con, số gì này nha, số gì ra. Lord, you said.